Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Thí sinh tiếp theo là một trong hai thí sinh giảm cân thấp nhất trong tuần. Như vậy thì nếu như bạn ấy biểu diễn thì đồng nghĩa với việc là thí sinh còn lại là người giảm cân thấp nhất. Họ đang nằm trong tốc nguy hiểm. Người giảm cân thấp kế chót là Xuân Lộc. Hãy cổ vũ cho anh ta. Tuần này chủ đề là nhảy với đạo cụ. Nếu không có đạo cụ coi như là xong đời luôn. Đầu tiên mình thực hiện động tác nhảy lên bục cao. Khi nhảy lên thì cái bụng mình nó sóc lên, nhảy xuống thì cái bụng sóc xuống, cảm giác mà nó trào lên đến tận cổ và chỉ muốn nôn thôi. Cơ bụng mình siết lại vô cùng đau, phải nói là mình kiệt sức hoàn toàn luôn. Hoàn thành được hai bài tập, nhận được đạo cụ, một chiếc bồn tắm. Bản thân mình thì từ nhỏ rất là ngại và rất là ít khi sử dụng bồn tắm. Vì khi mà mình leo vào bồn tắm, một là nước tràn bờ đê, còn hai là nó sẽ bị kẹt lại. Bồn tắm thì nó rất là trơn và mình phải đứng lên ngồi xuống rất là nhiều, nên mình phải linh hoạt cơ thể nhiều hơn nữa. One, two, three. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub. Thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, I put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And then a splish, splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? Saw the whole gang dancing on my front room rug. Yeah, the flipper flopper, they was doing the bop. All the teens had the dancing bug. There was Lollipopper with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was the even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was dancing at a splash. Feeling with the feeling, moving and a groove. I saw the whole gang. Splish, splash. Oh, it's so hot. Trời ơi. Trời ơi. Giống như đang ở bãi biển Honolulu của Hawaii vậy đó. Đẹp quá. Cưng ơi, chất lượng. Trời đất ơi. Nhìn cái tôi muốn kho thịt liền. Em, anh chúc mừng em. Cuối cùng thì em cũng đã nằm vừa cái bồn tắm. Vừa hai người. Ồ, vừa hai người luôn. Thiệt đó chứ. Vâng, xin mời anh Hưng ạ. À. Một tiết mục rất là giải trí. Cái thông minh, cái hay là gì? Lúc mà Lộc sử dụng cái chân của Hải Anh để làm cái cơ thể của mình, tưởng nó mình dài lắm luôn kìa đó. Tụi em diễn tả được cái cơ thể, cái tay mình làm sao là cái chân nó cũng biểu hiện như vậy. Rất là hay. Cái bài này nó là một bài giải trí đúng nghĩa. Yeah. Thì không nhất thiết cần một cái chìa khóa nào nữa cả. Cái em làm người ta phấn khích, mọi người vui vẻ là đủ rồi. Đúng không? Mình thích vỗ tay là được rồi. Thấy là rõ ràng là cũng phải tập kỹ lắm. Tại vì sao? Cô nằm ở dưới cô không có cảm giác được. Trên này anh này làm gì, làm trật cái là không ra liền. Lan Khuê, chị vẫn còn nhớ cái lần trước mà chị ngồi ghế giám khảo của Bước Nhảy Ngàn Cân thì chị cũng luôn đánh giá em lúc nào cũng đem tới cái tính giải trí rất là cao trong mỗi phần trình diễn. Những cái động tác kỹ thuật đôi khi nó không nhiều hay là nó không tới thì mình có thể nhún vai cho qua, bởi vì cái tính giải trí của nó rất cao, nó khiến cho mọi người cảm thấy hào hứng với bài trình diễn này. Cảm ơn Lan Khuê. Còn John thì sao? Bài dễ thương. Đúng là mình không cần nhiều động tác khó để làm một cái bài tốt đâu. Nhưng có một điều anh không hài lòng. Cái bài đầu tiên, cái bài ba lê đương đại của em, bài đó là em kết hợp với Hải Anh là mấy cái sự bưng bê, bưng đúng nhịp và thả xuống. Mà trong cái bài này em không có làm cái điều đó. Em làm rớt chị Hải Anh trong cái bưng bê đầu tiên. Xong cái bưng bê tiếp theo nó không được mượt. Hai cái đó cũng là hai cái điểm nhấn khó trong cái bài này. Và hai cái điều khó đó em không làm tốt.
Dĩ nhiên đúng là cũng phải khó khăn chút xíu đúng không? Dạ. Tại vì chúng ta đi đến những ngày cuối cùng rồi. Luôn luôn là như thế, mỗi người cảm nhận mỗi cách. Và nếu như quý vị và các bạn cho rằng là ban giám khảo sẽ lựa chọn họ là tiết mục xuất sắc nhất tuần, hãy soạn BN khoảng cách 09 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Thưa quý vị, để cho phần công bố kết quả được hồi hộp hơn thì chúng tôi sẽ được tạm giấu số điểm của ban giám khảo và mời bạn về bàn cân. Cân nặng cũ của Xuân Lộc là 93,2 kg, cân nặng mới là 90 kg, bạn giảm được 3,2 kg, tương đương với 304%. Thật sự ra mà nói là nằm trong tốc nguy hiểm, nhưng mà rõ ràng là bạn giảm được rất là nhiều cân. Thì Thành xin chúc cho cái kết quả của bạn sẽ được khả quan. Chúc mừng em. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.